Hello mọi người, hôm nay mời mọi người food tour với mình về Kiên Giang để thưởng thức một cái món đặc sản ở Hà Tiên nha. Đó chính là con cà xỉu. Cái con này chắc là mọi người nghe nhiều rồi đúng không? Nhưng mà ăn nó thì mọi người đã ăn chưa? Còn đây là lần đầu tiên Trúc được ăn nè. Trời ơi, nó lạ lắm mọi người. Cái con này nó có cái vòi gì nè mọi người. Cái này nhìn rất giống cọng giá đỗ, nên ngoài cái tên cà xỉu thì nó còn có cái tên là giá bể, giá biển á, bởi vì con này nó ở ngoài biển, nó là một loại hải sản nha mọi người. Còn cái thân của nó thì cũng giống như con sò, con chem chép đâu đó. Đây nè mọi người, nhìn nó rất giống cái con vẹm xanh. Bây giờ thì mình mời mọi người ăn cái món gỏi xoài cà xỉu với mình nha. Mình trộn vậy nè mọi người. Mình ăn như ăn gỏi nhưng mà nó cũng sẽ mặn nha. Nên là mọi người có thể ăn chung với lại một ít cơm. Ở đây mình có những cái nấm cơm nè. Đó, đây là bữa trưa hôm nay của mình. Hôm nay mình đang ăn trưa. Cái cà xỉu mình đang ăn là cà xỉu muối nha mọi người. Người ta đã muối nó với nước mắm rồi. Và mình mua về mình làm rất là đơn giản. Chỉ có bỏ xoài, rau răm với ớt vô thôi là mình có thể có một dĩa gỏi ngon rồi. Mời mọi người. Ui cha, mình sẽ thử một miếng xoài với cái nước cà muối xỉu xem nè. Xuất sắc. Chị mới ăn cái nước rồi đó nha mọi người, chưa ăn tới cái con cà xỉu nha. Cái vị nó ngon lắm. Còn đây, bây giờ mình sẽ ăn tới cái bòi. Giòn dữ. Nó giòn dữ vậy. Nhìn nó giống như là mấy cái rau của cái củ nhân sâm á mọi người. Cái khúc này còn giòn dữ nữa nè. Nó giống như là cái phần vòi của con ốc vòi voi á mọi người, nhưng mà nó nhỏ. Nhưng mà con ốc vòi voi đâu có giòn dữ vậy đâu. Ngon nha. Hú hồn. Nhưng mà trộn chung với xoài ăn bén lắm mọi người. Nên thử món này. Mình lấy cơm mình chấm cái nước này ăn cũng ngon đó nè. Bây giờ mình sẽ ăn cái phần mình của cái con này. Nó như con ốc vậy đó mọi người, nó như con sò vậy đó. Mọi người phải tách đôi nó ra. Ủa, ấy trời, nó chẹt bẹt ra làm đôi rồi. Nó y như con chen chép. Nó là cái kiểu đã làm mắm đó mọi người, nên là nó mặn nha. Nó mặn. Nhưng mà ngon quá. Sao mà lại có cái con mà nó vừa ngon mà nó vừa lạ vậy ta? Ta có muối chung với lại tỏi nữa. Không có hăng, rất là thơm. Không biết là cái này á còn ăn kiểu gì khác không, chứ mình thấy là trộn xoài với rau răm là cháy lắm nha. À,
ai mà thích ăn giòn á thì ăn cái râu. Còn ai mà thích ăn mặn á thì ăn cái mình. Ăn này vui quá. Cảm giác như vừa ăn được vừa ăn ốc á mọi người. Kiểu lấy ra cũng hơi dính dính với cái cồi á. Ngon nha, ngon nha. Dạ, được. Món này ổn áp 10 điểm. Còn nhiều món ngon ở dưới miền Tây mà Trúc chưa được ăn lắm. Nên là anh chị bạn nào có biết á thì comment cho mình với, chỉ mình với. Đã luôn. Ăn với cơm nha, chứ không thôi để nó mặn. Món này độc lạ nè. Con này muối được thì chắc là cũng sẽ có nhiều cái con sò khác muối được mọi người ha. Nhưng mà con này nó ngon ở chỗ nó có cái râu á. Nó có cái cọng giá. Dễ thương quá. Ăn ngon quá. Con không có bự mọi người. Con nó cỡ bằng ngón tay cái mình nè. Con này thì bằng ngón tay út. Này đi ra ngoài biển bắt được cào, chống cào nghêu không ta? Ai ở Kiên Giang mà biết con này á, kể cho mình nghe với là bắt nó phải làm sao.